Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin chăm sóc sức khỏe tới cho các bạn. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó là hãy cùng nhau đi tìm hiểu về tầm quan trọng của vitamin C đối với cơ thể của con người. Như mọi người đều biết thì vitamin C là một trong những hợp chất không thể thiếu. Và thế nên thì chúng ta thường nhận thấy rằng có rất nhiều người cần phải bổ sung vitamin C cho cơ thể. Cũng như là việc chúng ta thường được nói rằng là cần phải ăn nhiều trái cây để bổ sung vitamin C cho cơ thể. Vậy vitamin C là gì? Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về công dụng đầu tiên của vitamin C đối với cơ thể của con người. Công dụng đầu tiên của vitamin C đó chính là có tác dụng nâng cao sức khỏe của con người. Như mọi người đều đã biết rằng vitamin C vô cùng quan trọng với chúng ta. Và việc thiếu hụt vitamin C thường gặp ở những người nghiện rượu bia. Và quan trọng khi chúng ta sử dụng vitamin C, nó sẽ giúp tăng cường sức đề kháng, thậm chí là nâng cao sức khỏe cho chúng ta. Bổ sung vitamin C là một trong những chất dinh dưỡng nhạy cảm với stress và cũng là chất dinh dưỡng đầu tiên bị cạn kiệt ở những người nghiện rượu hay hút thuốc lá và thừa cân. Chính điều này cho thấy lợi ích của vitamin C đối với sức khỏe tổng quát của bạn. Bạn có thể phát hiện các triệu chứng thiếu hụt vitamin C trong cơ thể như là mệt mỏi, yếu cơ, đau khớp và cơ, chảy máu niếu răng và phát ban ở chân. Thiếu hụt kéo dài có thể xảy ra bệnh scurvy, một bệnh hiếm gặp nhưng có khả năng nghiêm trọng. Công dụng thứ hai của vitamin C đó chính là nó giúp tăng khả năng hấp thụ sắt. Như trong các video trước đây thì Kiều Anh đã từng nói qua rằng vitamin C là một trong những hợp chất hỗ trợ hấp thu sắt tốt hơn, cũng như là vitamin C còn bổ ích cho cơ thể. Và điều này thì đã được chứng minh ở những người thiếu hụt vitamin C. Trong thực tế, theo một nghiên cứu, sử dụng vitamin C vào bữa sáng sẽ tạo ra sự tăng lên về hàm lượng sắt hàng ngày cho cơ thể. Sắt đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành hemoglobin và cũng hỗ trợ chức năng cơ và não. Công dụng thứ ba đó chính là vitamin C thì có tác dụng đối với căn bệnh là bị giãn mạch máu. Như mọi người đều biết, giãn mạch máu là một trong những căn bệnh khá là nguy hiểm. Và theo nhiều nghiên cứu thì đã chứng minh rằng là vitamin C có công dụng vô cùng quan trọng trong việc là điều hòa sự giãn nở của mạch máu. Đồng thời là vitamin C còn hỗ trợ là ngăn ngừa xơ vữa động mạch cũng như là một số căn bệnh liên quan về mạch máu của chúng ta. Việc đánh giá lợi ích của vitamin C đối với sức khỏe tim mạch cho thấy việc bổ sung vitamin C giúp cải thiện sự ngăn nở mạch máu và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Công dụng thứ tư của vitamin C đó chính là hỗ trợ điều trị cảm lạnh. Khi chúng ta bị nhiễm cảm lạnh thì mọi người thường nghĩ đến việc là chúng ta sử dụng thuốc tân dược hay là một số loại kháng sinh. Nhưng trên thực tế thì vitamin C có thể hỗ trợ được điều trị được căn bệnh nhiễm lạnh này, điển hình như là bệnh bị ho hay là viêm phổi hay chúng ta bị cảm lạnh. Công dụng thứ 5 của vitamin C đó chính là nó hỗ trợ cải thiện chức năng thần kinh của bạn. Đóng vai trò quan trọng trong sản xuất chất dẫn truyền thần kinh như norepinephrine là lợi ích của vitamin C trong việc cải thiện tâm trạng của bạn. Các nghiên cứu đã công bố việc điều trị ngắn hạn với vitamin C giúp cải thiện tâm trạng và giảm tâm lý tiêu cực. Công dụng thứ 6 của vitamin C đó chính là khả năng kháng viêm. Các nghiên cứu thì đã chứng minh rằng vitamin C có khả năng loại bỏ các gốc tự do, đồng thời đào thải các gốc tự do ra khỏi ngoài cơ thể, cũng như việc là vitamin C có khả năng chống oxy hóa, cũng như là ngăn ngừa một số căn bệnh nguy hiểm như là ung thư. Vitamin C chống lại sự gây hại của các gốc tự do cũng như các chất độc hại và chất gây ô nhiễm, ví dụ như khói thuốc lá. Các gốc tự do có thể tích tụ và gây hại đến cơ thể thông qua việc góp phần vào sự phát triển của ung thư, bệnh tim mạch và viêm khớp. Các nghiên cứu còn cho kết quả việc hấp thụ nhiều vitamin C giúp bạn tăng mức oxy hóa trong máu lên đến 30%. Điều này còn giúp cơ thể chống viêm một cách tự nhiên. Công dụng thứ 7 cũng là công dụng cuối cùng của vitamin C. Đó chính là vitamin C thì có công dụng vô cùng tốt đối với người lớn tuổi. Có rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng vitamin C thì còn giúp ngăn ngừa căn bệnh đột quỵ, phòng chống đột quỵ và thậm chí là chống việc lão hóa da ở phụ nữ lớn tuổi. Điều này thì cho thấy rằng nếu như cơ thể chúng ta có nhiều vitamin C thì việc cơ thể của chúng ta sẽ luôn khỏe mạnh cũng như là ngăn ngừa được các dấu hiệu lão hóa xảy đến với chúng ta. Vâng, vừa rồi là những công dụng của vitamin C. Và Kiều Anh tin chắc rằng với những công dụng tuyệt vời như thế này thì các bạn sẽ ngay lập tức bổ sung với chế độ nhiều vitamin C vào trong bữa ăn của chúng ta. Đồng thời là chúng ta cũng nên bổ sung vitamin C nhiều hơn để cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh hơn. Và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích. Chúc các bạn có một sức khỏe dồi dào, bình an. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về sức khỏe thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những sản phẩm mới nhất, những video mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h.